Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, năm con giáp dưới đây hãy thật sự thận trọng vào 10 ngày đầu năm mới vì đây là những ngày đen đủi nhất của bạn. Chuỗi ngày nghỉ Tết và sau nghỉ Tết sẽ là ác mộng nếu bạn không biết tự điều chỉnh bản thân, đưa mình ra khỏi những trò đỏ đen, may rủi thì không phải chỉ tiền tài mà công việc, tình duyên, sức khỏe của bạn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuổi Dần. Xem tử vi 10 ngày đầu tháng 1 âm lịch năm Quý Mão, vận khí của người tuổi Dần có dấu hiệu sa sút khá rõ trong thời gian này. Công việc đang trên đà ổn định bỗng lao dốc, điều tiếng thị phi rất dễ xảy ra. Con giáp này đã phải nỗ lực rất nhiều nhưng không được ghi nhận xứng đáng, thậm chí xuất hiện kẻ tiểu nhân cướp công đoạt sức. Những đối xử bất công nơi làm việc cũng khiến tuổi Dần nản lòng. Bạn dần hiểu rằng nếu chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ, còn cần cả sự khôn khéo và biết cách tạo dựng quan hệ nữa. Vận trình tài lộc của người tuổi Dần trong tuần này sa sút hẳn, hung tinh chủ hao tài xuất hiện. Tuổi này sẽ phải chi tiêu nhiều tiền hơn trong tháng, thậm chí phải bỏ tiền túi ra để khắc phục những sự cố do mâu thuẫn với người khác. Việc hợp tác kinh doanh trong thời gian này cũng không quá lý tưởng, lợi nhuận cũng bị ảnh hưởng, thu nhập không tăng tiến mà còn giảm sút nghiêm trọng. Về vận trình tình cảm của người tuổi Dần sẽ có nhiều biến động, sẽ có một số thay đổi khiến tuổi này không kịp chuẩn bị. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia trở nên vô cùng căng thẳng vì một vài chuyện nhỏ nhặt hoặc có thể là do mâu thuẫn tích tụ lâu ngày. Lúc này cảm xúc bộc phát nên dẫn đến rạn nứt tình cảm giữa hai bên. Những người tuổi Dần cần phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trong tháng này và đừng hành động liều lĩnh kẻo đánh mất hạnh phúc của bản thân. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Những ngày này, tuổi Ngọ vẫn luôn cho thấy sự chăm chỉ và nghiêm túc của bản thân. Dù vậy, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ với bạn. Dù bạn luôn cố gắng làm tốt mỗi một nhiệm vụ được giao, nhưng sơ suất vẫn có thể xảy ra. Chỉ một chút sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới một chuỗi rắc rối dây chuyền, khiến quá trình nỗ lực trước đó của bạn bị đánh giá sai lệch. Phương diện tài chính cũng gặp nhiều bất lợi do có đại hao hung tinh, chủ về hao tài chiếu mệnh. Bạn cần phải thắt lưng buộc bụng, tính toán thận trọng hơn mới có thể giữ tiền trong túi. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ do bị tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Mặc dù đã sang năm mới nhưng người độc thân vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và vì những suy nghĩ không mong muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên bạn cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, thậm chí đổ vỡ. Người tuổi Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thân. Theo tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi Thân âm lịch, 10 ngày đầu tiên của năm 2023 không phải là thời điểm thật sự thuận lợi với con giáp này. Dưới tác động của tương xung, công việc nhiều áp lực, lại có họa thị phi luôn rình rập. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Đã vậy, những lời bàn ra tán vào, đâm đặt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của mệnh chủ. Nhiều khó khăn, thách thức xảy đến khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu. Song như vậy không phải có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Xem tử vi, đường tài lộc của tuổi Thân không quá lý tưởng. Bạn thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết. Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến bạn gặp rủi ro về tài chính.
Hung tinh xuất hiện gây ra những trúc trắc nhất định trên con đường tình duyên của người tuổi Thân. Đào hoa ảm đạm, tình cảm đôi lứa vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên hơn. Nữ mệnh tuổi Thân, bạn là người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán, dễ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Đây là một tuần mà sức khỏe của người tuổi Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ. Bạn dễ gặp các triệu chứng do thời tiết thay đổi hay nhiễm lạnh như cảm, ho, sổ mũi, viêm họng và các bệnh cảm cúm thông thường khác. Ngoài ra, còn có thể bị dị ứng da khi giao mùa. Để cải thiện tình trạng này, bạn cần sắp xếp ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ra ngoài che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân, tránh tiếp xúc quá nhiều với dị nguyên gây dị ứng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, 10 ngày này công việc sự nghiệp của người tuổi Dậu trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu góp ý mà gợi ý từ người khác. Có những thời điểm gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong. Tuổi Dậu còn có khả năng bị hao tài tốn của, ra đường cần chú ý an toàn để tránh va chạm gây thương tích, mất mát tài sản quan trọng, đề phòng hỏa hoạn, trộm cắp trong nhà. Đường tình duyên của tuổi Dậu có dấu hiệu bất ổn, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ có tâm trạng và cảm xúc thay đổi thất thường. Hãy dành thời gian để bản thân bình tâm, suy nghĩ lại mọi thứ, bạn sẽ tìm ra được cách để thoát khỏi tình trạng này. Sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút, sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Ngoài ra, người tuổi Dậu cũng cần chú ý vấn đề đi lại và an toàn trong lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập tới. Người tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có điểm báo xui xẻo khá rõ trong 10 ngày đầu năm mới. Có vẻ như bạn vẫn chưa dứt ra khỏi những suy nghĩ ăn chơi, nhàn tản từ dịp nghỉ Tết nên chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết trong những ngày đầu đi làm. Cơ thể cũng uể oải hơn, tinh thần không thoải mái, đầu óc không đặt vào công việc. Tử vi cho rằng không ít xáo trộn đã xảy ra trong quan hệ với bạn đời của con giáp này. Đôi bên dễ có những xung đột về lời nói, thậm chí động chạm tay chân khiến mối quan hệ rạn nứt nhanh chóng. Để tránh tình cảm rơi vào khủng hoảng, tuổi Tuất cần kiểm soát cảm xúc của mình, chú ý thái độ và cách nói năng khi nóng giận, kẻo hôn nhân đứng trước bờ vực sụp đổ. Các vấn đề sức khỏe khác cũng có thể ập đến trong tháng này, như suy giảm thể lực hoặc ốm đau bệnh cũ tái phát. Do đó bản mệnh càng nên chú ý nhiều hơn đến những thay đổi về thể chất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp xui xẻo nhất trong 10 ngày đầu tháng 1 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!